quay ra cái hướng đường này phải đẹp lúc này. Hoàng hôn biết đấy. Ông quay một cảnh hoàng hôn cho tôi đi. Đẹp. Eo cứ tưởng loan lắm mà nó ra là nhạt còn lắm bạn ơi. Đây rồi, đây này có mà. Chúng ta đang đi bắt đầu vào khu Đồng Bành Lạng Sơn. Đây là một trong những đất trồng la, rất là nhiều la trồng trên núi. Chân này mới là chân sườn. Hiện là đoàn cách cửa khẩu Hữu Nghị khoảng 10 cây số vừa đi qua cửa khẩu. Đang dừng chân nghỉ tại quán cà phê Phố Núi cách Ca Bằng. Đoàn chúng tôi đã đến Quy Sơn Bản Dốc, trong khách sạn to nhất của thác Bản Dốc và chuẩn bị ăn đêm. Đây là khu vực chỗ mình nghỉ, khách sạn là Quan Sơn, rất là đẹp hùng vĩ. Đó, xe điện để đưa ra khu vực ở đây, bãi xe rất rộng. Đây là khu vực lên thác Bản Dốc. Đây là khu vực khách sạn này đang xây dựng thêm cái khu bên này. Mình leo lên mình quay phim chụp ảnh. Để đưa đến những thước phim sống động. Bên kia là khu vực của Trung Quốc. Kia là họ có những cái đường điện trượt dốc xuống, đưa người xuống thác Bản Dốc. Đây là khu vực resort Quây Sơn Bản Dốc của chị Hậu, bạn đồ gỗ công ty Tiến Thịnh. Chị là một trong những doanh nhân thành đạt. Đây toàn bộ là cái khu chúng ta nghỉ ở kia. Hiện tại bây giờ khách sạn đang xây thêm hai khu vực này rất là mới. Để tới sẽ đưa vào khai thác. Không gian rất là đẹp, rộng rãi. Bao cát vùng. Chị Hậu đây là một trong những phó chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh Cao Bằng. Anh cũng có kết nghĩa với hiệp hội du lịch Hà Nội. Đây này.
Đây là dưới tiền sảnh có khu vực ngồi uống cà phê cũng khá hấp dẫn, ngắm núi đồi. Ở kia là một cây sa mộc. Nói cây sa phộc, nếu mà quý vị đi lên Hà Giang thì sẽ nhìn thấy nhiều cây này hơn ở Cao Bằng, và đặc biệt ở chỗ nhà vua mèo. Đấy, cây sa mộc. Tôi sẽ zoom lên để các bạn nhìn được cây sa mộc. Bây giờ đoàn chúng tôi đang bước chân vào thác Bản Dốc. Từ khách sạn Phương Cửu. Chúng tôi thì phải quay cả mặt chúng tôi chứ. Đây có driver Hoàng Lam và Miss Nhàn, hoa khôi của nhóm. À đây, chùa Phật Tích là bánh cuốn Cao Bằng. Đây là đặc sản hả chị? Thịt làm bằng gì ạ? Đặc sản Cao Bằng. Thịt làm bằng gì ạ? Thịt là làm thịt không thôi. Thịt lợn à? Và trứng là trứng gà ta. Trứng gà ta đây này, nhộ tí như này. Gà ta xịn à? Gà ta xịn thật này. Đấy. Ừ, đây. Bánh cuốn trứng gà ta rất ngon. Cao Bằng tại thác Bản Dốc. Quá rất là to. Ăn rất ngon. Cảm ơn. $45.000 à? Có cô dân tộc đang mua vé vào. 45.000 một vé, người lớn trẻ con bao tiền? Trẻ con là 25.000 một vé. 25.000 à? Có bảo hiểm luôn em. À có bảo hiểm à? Đấy, giờ hơi đấy. Hiện tại đồ gỗ phong thủy Tiến Thịnh đang bước chân vào khu vực thác Bản Dốc. Đấy, các bạn, đây là một trong những 10 ngọn thác đẹp nhất thế giới. Nhìn từ xa thác đang ào ào những dòng nước trắng xóa. Còn bên kia là những cái đường ngoằn nghèo, kia là thuộc bên Trung Quốc. Người ta sẽ đi theo cái đường ống nước kia trượt xuống á. Hôm nay có mấy em dân tộc cứ đi theo đồ gỗ phong thủy Tiến Thịnh. Có em, mấy em dân tộc này cứ lẽo đẽo đi theo đồ gỗ phong thủy Tiến Thịnh. Đấy. Vâng. Đây bản sắc hát hát then ạ. Bài thứ nhất tức là bài tài sắc Bản Dốc nhá. Vâng. Từ từ bác ơi, rồi, bác là trong quay. Tin thi là cảnh đẹp đây lắm. Quay sơn thì ta nam quay sơn mà. Nó xin 20.000 lẻ. Đây là văn hóa hát then của đồng bào dân tộc Tày Cao Bằng. Đang chả quay lưng tôi gì cả. Tin đi hay tạo bền ăn hay quay được anh ạ. Tiên nhiên tạo ăn hay ăn mì theo thơ lây đi đi à bầu bông tinh là
các bạn trong muôn vàn nổi tiếng. Vừa chú thêm dưới lòng suối lòng tứ năm mà thôi bây à thôi tây quang quang tung mà thấy bóng đà. Tồn tiếng bay mọi mường mọi thi, quân nước ngoài phát đi nhằng mà trồng phong cảnh thác ta lấy nhà hát như mảnh trồng trong mát mùa xuân. Chúng ta phải đi xuống thuyền để đi ra khu vực giữa thác kia. À. Cho em đi nhờ ra được không? Tí nữa đưa đi để mua vé hả anh? Vâng. 5 người. 250 à? 50.000 một người à? Em đi ra em quay tí xong rồi đi nhá. Những cái thuyền bằng nền sắt này, bên kia là Trung Quốc rất là đông. Đây là đồng chí biên phòng. Hôm nay là mình được đi sang bên kia hả anh? À? Hôm nay là mình được đi sang à? Đi sang bên kia nhưng mình khu vực bên bờ đó. À, tức là được họ đi sang mình đi sang họ. Ờ, cái thác này là đường đi dưới qua đi ra dưới sông mà. Vâng. Thế là mình nửa thác lớn này không? Đây, hiện tại theo công văn mới là ngày 15 tháng 9 là bắt đầu là hai bên được đi sang nhau đúng không? Nhưng mà không được cập bến này. Không được lên bờ. Không được lên bờ. Là đâu là được đi sang lẫn nhau. Không sợ va chạm thuyền hả anh? Bên mình thì lác đác có khoảng chục thuyền. Mà bên phía Trung Quốc thì rất là đông và đang xếp hàng để đi thuyền cực kỳ đông. Hai bên chính phủ hai nước quy định là trong khoảng không phải là gần như không mất. Thì thác là như này. Đây chơi rồi, cảm ơn bác. Sẽ lên rồi. Nước rất là trong. Quá đẹp rồi, quá ok. Đây, chúng ta đang ngắm toàn cảnh khu vực thác Bản Dốc. Đây, đội ngũ kỷ tiến thịnh hôm nay lên
thác Bản Dốc trục cảnh Cao Bằng. Bản thác hùng vĩ đứng số 10 thế giới. Rất đẹp, quá tuyệt vời luôn. Tại đầu gỗ Phú Thủy, Tiến Thịnh đang đi vào khu vực thác Bản Dốc Trùng Khánh Cao Bằng. Đây là một cái thác phụ, một trong những cái thác nằm trong top 10 thác đẹp nhất thế giới. Nếu quý vị và các bạn đi từ Hà Nội đi thì mất khoảng 6 tiếng. Quá đẹp luôn. Đây chúng ta có thể đi sát bờ luôn. Rất hùng vĩ. Tại phía bên kia chúng ta thì người Trung Quốc người ta đi rất là đông. Đấy, trong khi đó bên mình này thì rất là vắng này. Mang flycam đi mà không tác nghiệp được. Cấm sử dụng flycam. Cô này có bị tác chiến điện tử là dụng luôn.